Triệu chứng nhiễm virus Corona qua từng ngày như thế nào? Trong bối cảnh các triệu chứng của bệnh COVID-19 tương tự như bệnh cảm cúm thông thường, dẫn đến việc người bệnh dễ bị nhầm lẫn, nhóm các chuyên gia đến từ Đại học Vũ Hán Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu về diễn biến triệu chứng bệnh COVID-19 theo từng ngày. Sau khi tiến hành quan sát trên 140 bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Nam Sơn, Trung Quốc, Kết quả của nghiên cứu này mang lại giá trị thực tiễn to lớn, giúp người dân có một bản quy chiếu để dễ dàng hơn trong việc xác định nguy cơ lây nhiễm virus corona mới của mình. Theo nghiên cứu, 99% bệnh nhân đều có hiện tượng thân nhiệt cao, hơn 50% bệnh nhân có hiện tượng mệt mỏi, ho khan. Một phần ba trong số tổng 140 ca bệnh xuất hiện tình trạng đau cơ và khó thở. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, có khoảng 80% các trường hợp nhiễm COVID-19 có triệu chứng ở mức nhẹ, 15% bệnh nhân có triệu chứng nặng và 5% là các ca bệnh nguy kịch. Diễn biến triệu chứng COVID-19 theo từng ngày, được nhóm nghiên cứu tổng kết cụ thể như sau. Ngày 1, bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, ho khan. Hiện tượng tiêu chảy hoặc buồn nôn có thể xuất hiện trong 1 hoặc 2 ngày trước khi sốt, nhưng hiếm hơn. Ngày 5, bệnh nhân có thể đối mặt với tình trạng khó thở, đặc biệt là người già hoặc người có sẵn các bệnh lý nền. Ngày 7, theo nghiên cứu của Đại học Vũ Hán, đây chính là thời điểm mà hầu hết các bệnh nhân sẽ chủ động nhập viện do các triệu chứng COVID-19 đã đề cập trước đó gây ra. Ngày 8, vào thời điểm này, bệnh nhân ở trường hợp nặng, khoảng 15 ca bệnh theo thống kê của CDC Trung Quốc, sẽ mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nghĩa là phổi bị tổn thương cấp tính, bệnh nhân sẽ suy hô hấp nặng. Hội chứng bệnh lý này thường xuất hiện khi dịch lỏng đã ngập trong phổi, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Ngày 10, nếu có triệu chứng bệnh lý vẫn tiếp tục nặng lên, các bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng chăm sóc tích cực. Những bệnh nhân nặng ở giai đoạn này thường sẽ có triệu chứng đau bụng và mất cảm giác thèm ăn nghiêm trọng hơn các ca bệnh tiến triển nhẹ. Bên cạnh đó, cũng có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân tử vong vào thời điểm này, theo thống kê là khoảng 2%. Ngày 17, thông thường những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 sẽ hồi phục và được ra viện vào thời điểm này nghĩa là sau 2,5 tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng bệnh. Cần lưu ý rằng các triệu chứng bệnh thường sẽ không xuất hiện ngay sau khi chúng ta bị lây nhiễm virus corona mới. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 14 ngày. Trong khi đó, một số trường hợp cá biệt chiếm tỷ lệ không đáng kể có thời gian ủ bệnh dài hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.